Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người đang mắc đái tháo đường. Sốt virus ở trẻ và cách xử trí. Chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết mùa cao điểm. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin y tế sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 7, Bộ Y tế đã cấp mới gia hạn giấy đăng ký lưu hành gần 500 thuốc, vaccine và nguyên liệu. Trong đó có 111 loại thuốc cấp mới và 374 thuốc gia hạn theo luật dược năm 2016. Các sản phẩm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine được cấp mới gia hạn giấy đăng ký lưu hành đều là những thuốc thiết yếu khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lý gồm thuốc điều trị ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, thuốc kháng virus, thuốc điều trị bệnh lý đường hô hấp, thuốc kháng sinh, hạ sốt, giảm đau, kháng viêm thông thường khác. Đối với các loại vaccine, sinh phẩm y tế được công bố cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành đều là những sản phẩm có nhu cầu sử dụng nhiều trong khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. Theo thông tin từ Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, cả nước đang ghi nhận số người mắc bệnh đái tháo đường ngày một gia tăng. Hiện có khoảng 7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, gấp đôi so với 10 năm trước. Bệnh đái tháo đường là một trong những bệnh mãn tính phổ biến nhất trên thế giới và đang gia tăng nhanh chóng. Tại Việt Nam, bệnh không chỉ xuất hiện ở khu vực đô thị mà còn xuất hiện ở hầu khắp các khu vực từ miền núi, trung du đến đồng bằng. Bệnh gây nên nhiều tác hại cho sức khỏe, có thể dẫn đến tàn phế, thậm chí là tử vong bởi thường được chẩn đoán điều trị muộn. Đáng chú ý, trong số 7 triệu người Việt mắc đái tháo đường thì có hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng về tim mạch, về mắt, về thần kinh và về thận. Bệnh nhân đái tháo đường bị biến chứng không chỉ làm gia tăng chi phí y tế mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống. Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế vừa có thông báo về việc phát hiện một loại thuốc điều trị bệnh khớp có tên viên hoàn cứng nhức khớp tê bại hoàn là thuốc giả. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc và trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế thông tin về thuốc giả có tên viên hoàn cứng nhức khớp tê bại hoàn, số đăng ký VG9331213 do cơ sở Đông Nam Dược Đại An, địa chỉ 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội sản xuất. Các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn, xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về thuốc giả nêu trên, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc giả nêu trên. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nêu cao cảnh giác, tìm hiểu thông tin nhằm phân biệt thuốc giả, không mua bán và sử dụng loại thuốc nêu trên. Thưa quý vị, thưa các bạn, sốt virus là bệnh thường gặp ở trẻ em do sức đề kháng của trẻ chưa hoàn thiện. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa và có thể bùng phát thành dịch. Nếu được sớm phát hiện, chữa trị đúng cách thì trẻ sẽ nhanh khỏi và không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, khi trẻ sốt virus nếu không được chăm sóc xử lý đúng thì sẽ gây ra các biến chứng như viêm phổi nặng, cúm, phù não, viêm cơ tim, phù phổi do virus chân tay miệng, chảy máu, sốc do sốt xuất huyết. Các chuyên gia y tế khuyến cáo khi trẻ bị sốt, cha mẹ nên lưu ý các cách xử trí như sau. Khi trẻ bị sốt virus, cha mẹ cần theo dõi chặt chẽ. Sốt virus có các triệu chứng điển hình là sốt theo cơn, má và tai đỏ bừng và hơi tái, mắt lờ đờ mệt mỏi, sờ tay chân trẻ nóng hoặc lạnh, trẻ quấy khóc hoặc ngủ nhiều, trẻ thường sốt cao, có thể lên đến 40 độ C. Nếu trong 2 ngày trẻ sốt cao liên tục trên 39 độ C, thì cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ để thăm khám và điều trị. Cần lưu ý, nếu thấy trẻ có tình trạng rét run, lạnh, tình trạng thường gặp trong giai đoạn đầu khi trẻ bị sốt virus, không dùng thuốc hay chườm lạnh vì không có tác dụng, thậm chí còn gây nguy hiểm cho trẻ. Biểu hiện này chỉ xuất hiện nhanh trước khi trẻ sốt cao. Nếu thấy trẻ bị co giật, cha mẹ cần bình tĩnh và tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu sau. Nới rộng và cởi bớt quần áo cho trẻ nằm nơi thoáng mát đủ không khí, không cố gắng giữ trẻ khi trẻ còn đang giật. Nếu trẻ lớn đã có răng, có thể dùng thìa hoặc đũa cả ngáng qua miệng trẻ để tránh tình trạng trẻ cắn vào lưỡi. Dùng thuốc hạ sốt bằng đường đặt hậu môn. Khi trẻ hết giật thì cho trẻ nằm nghiêng khoảng từ 2 đến 5 phút, sau đó đưa ngay đến bệnh viện hay cơ sở y tế gần nhất. Ngoài các triệu chứng trên, trẻ bị nhiễm virus còn có các triệu chứng như chảy nước mũi, nghẹt mũi, viêm da phát ban, tiêu chảy, nôn chớ. Khi trẻ bị nhiễm virus, cha mẹ không nên quá lo lắng hoặc quá chủ quan. Cần chăm sóc trẻ chú đáo, phát hiện được các dấu hiệu nặng để đưa trẻ đến các cơ sở y tế thăm khám.
Thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 58 ca bệnh mắc sốt xuất huyết, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục tăng, nhất là vào các tháng cao điểm từ tháng 6 đến tháng 11, do thời tiết mùa hè nóng ẩm kèm mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển. Hiện nay, chính quyền và ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đang chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay, huyện Thiệu Hóa ghi nhận 4 ca mắc sốt xuất huyết ngoại lai, không có ca nội địa. Để phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các trạm y tế xã, thị trấn phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ số lượng người về từ các vùng có dịch để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp bị sốt xuất huyết, không để dịch lây lan và bùng phát. Đồng thời tăng cường giám sát dịch tễ, diệt trừ muỗi và bọ gậy để ngăn ngừa các ổ dịch hình thành. Đối với phòng chống sốt huyết thì thứ nhất là làm công tác thủy vực, làm diệt loang quang bọ gậy, và là đối với những trường hợp giám sát, đặc biệt là giám sát các cái trường hợp đi làm ăn xa về trên địa bàn thị trấn, khi những trường hợp đi làm ăn xa về có biểu hiện sốt thì để tuyên truyền cho nhân dân là khi đến trạm y tế để khai báo và khám phát hiện kịp thời. Tình hình dịch bệnh ở trên địa bàn thì gần như là không có, chủ yếu là một số cái ca bệnh ngoại lai người ta về, nhưng sau khi về thì trạm y tế là cái cơ quan tham mưu chính thì đã tổ chức tuyên truyền vận động và xử lý. Chúng tôi giao cho khu phố là làm vệ sinh ngay cái khu vực mà có cái bệnh nhân đó, thì chính vì vậy mà gần như là không lây lan dịch bệnh. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Bệnh thường gây ra dịch quy mô lớn với nhiều người mắc, làm cho công tác điều trị hết sức khó khăn, gây thiệt hại lớn về kinh tế xã hội, thậm chí có thể gây tử vong, nhất là đối với trẻ em. Bệnh lưu hành quanh năm, nhưng nhiều nhất là từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm, lây truyền qua vật trung gian là muỗi vằn. Hiện nay, việc chủ động giám sát sốt xuất huyết đã được ngành y tế triển khai ở tất cả xã, thị trấn trọng điểm về sốt xuất huyết. Luôn luôn hướng dẫn cho nhân dân là nằm màn ngay cả khi ngủ ban ngày là phải nằm màn. Cái thứ hai nữa là thả cá trong các cái bể mà chứa nước để cho diệt loang quang. Cái thứ ba nữa là hướng dẫn cho nhân dân là thực hiện các biện pháp, ví dụ như là có người đi xa về là nên đến cơ sở y tế khai báo, hoặc khi có sốt là phải đến cơ sở y tế để được điều trị. Từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 58 ca mắc sốt xuất huyết rải rác tại các địa phương trên toàn tỉnh, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2023. Các ca mắc sốt xuất huyết chủ yếu là bệnh nhân ngoại lai từ các tỉnh thành phố khác trở về. Thanh Hóa hiện chưa ghi nhận các ổ dịch, nhưng nguy cơ dịch bệnh gia tăng bùng phát vẫn luôn thường trực. Cùng với việc chủ động các biện pháp giám sát dịch tễ ca bệnh, vệ sinh môi trường, ngành y tế Thanh Hóa đang tập trung vào việc tăng cường giám sát vector chuyển bệnh tại các khu vực trọng điểm, nguy cơ cao để phát hiện sớm các ca mắc và khoanh vùng khống chế bệnh kịp thời. Đối với cái trinh sát giám sát dịch thì chủ yếu là tập trung vào các cái xã mà có cái điểm dịch cũ, ổ dịch cũ. Ngoài ra thì đối với các địa phương mà không có dịch thì chúng ta sẽ tăng cường và giám sát vector. Khi mà các cái chỉ số của muỗi nó sẽ cao hơn cái ngưỡng 0,5 thì chúng tôi có chủ động tham mưu cho ủy ban xã để từ các xã hội hóa để phun cái diệt cái đàn muỗi trưởng thành. Tôi chủ động phối hợp với lại các ban ngành, đặc biệt là phối hợp với bệnh viện đa khoa, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện cái công tác xét nghiệm đấy để chẩn đoán và chủ động trong công tác phòng ngừa. Khi mà có ca ngoại lai thì chúng tôi thực hiện cái công tác khoanh vùng, đấy, khoanh vùng điều tra. Việc chủ động phòng chống dịch, đặc biệt là giám sát vector chuyển bệnh sốt xuất huyết vẫn là giải pháp quan trọng trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết hiện nay. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng bệnh, mỗi gia đình, khu phố, thôn xóm cần giữ vệ sinh chung, loại bỏ những nơi muỗi có thể trú ẩn và sinh sôi như bụi rậm, các khu vực và dụng cụ đọng nước lâu ngày, diệt muỗi, loang quang và bọ gậy, không để bệnh hình thành và bùng phát thành dịch. Bản tin sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.